Thầy Thích Nhất Hạnh cũng lấy truyện Kiều ra để nói về cái lòng từ. Thì em muốn hỏi thêm về cái tình yêu, cái sự từ bi mà trong truyện Kiều và trong ca dao của Việt Nam nó được thể hiện rõ ràng như thế nào. Thầy có thể thì chúng ta đã biết là trong truyện Kiều có chữ thương được dùng nhiều lần. Thương nhau xin nhớ lời nhau, thương nhau xin nhớ lời nhau. Nhớ là một cái gì đó nó, nếu mà chỉ nói riêng về ký ức thôi thì chữ nhớ nó không có giá trị gì lắm đâu. Người ta ghét nhau có khi người ta còn nhớ nhiều hơn là thương nữa. Nhớ chỉ là một cái gì nó thuộc về não, mà chúng ta biết rằng là chính ra chúng ta nhớ người yêu không nhiều bằng nhớ kẻ thù đâu. Nhớ người yêu thì có lúc ta mỏi mệt ta quên, chứ còn kẻ thù là không bao giờ ta quên hết. Chưa giết được nó, chưa xẻ băm ra xẻ thịt nó thì chúng ta chưa yên, phải không? Vậy nhớ là một cái điều mà không đáng ca ngợi gì hết á. Có nhiều điều đáng lẽ quên đi thì ta lại nhớ. Cái trí nhớ đem lại nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống, nhưng nó cũng đem lại nhiều tai hại lắm. Vì thường ta nhớ có những điều cũng đáng nhớ. Ví dụ ta nhớ là nó đã từng nói xấu mình, nó đã từng có những hành động không tốt với mình. Vậy mình nhớ cả được quả nha. Quân tử 10 năm trả thù không muộn. Đó là nhớ đó bạn. Nhưng Nguyễn Du không có xem trọng nhớ đó. Cho nên là Nguyễn Du có viết một câu là nhớ ít tưởng nhiều. Nhớ ít tưởng nhiều. Mà tưởng á, nó gần với thương. Tức là đêm nằm tơ tưởng tưởng tơ. Thương tưởng á, đêm nằm tơ tưởng tưởng tơ. Chim bao thì thấy, dậy sờ thì không. Và cái đó ca dao nó biểu hiện rất là nhiều. Chữ thương là đầy trong ca dao á. Một thương, hai thương. Có những bài ca dao rất là vui, nó chỉ đếm thôi bạn. Nó kể hết thương mà nó đếm như là chúng ta đếm những cái điều mà chúng ta yêu quý á. Thì một thương, tóc bỏ đuôi gà chẳng hạn. Rồi thế này thế kia. Cho nên chữ thương dùng rất nhiều trong ca dao và trong chuyện Kiều ta. Hân hoan gặp rất nhiều từ thương, rất là hay. Thương nhau xin nhớ lời nhau. Cho nên là nhớ là do thương mà nhớ, đâu có mấy nghĩa. Còn không thì nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều à. Nhớ có bao nhiêu đâu. Kim Trọng thấy Kiều rồi, Kim Trọng có nhớ gì mấy. Nếu mà nói lúc đó cái Kiều mặc áo gì, chưa chắc Kim Trọng nhớ. Cài tâm kiểu gì chưa chắc Kim Trọng nhớ. Nhưng mà tưởng thì nhiều. Tưởng là một cái gì đó nó do thương yêu mà mơ tưởng. Vì người ta không mơ tưởng về kẻ thù của bạn. Đã mơ tưởng tức là cái gì tốt đẹp ta mới mơ tưởng. Không ta dùng từ khác chứ không ai dùng từ mơ tưởng. Nó nói cái xấu cả. Tôi mơ tưởng rằng tôi bị người ta đánh. Không ai mơ tưởng mà bị người ta đánh cả. Tôi mơ tưởng là được gần người yêu. Tôi mơ tưởng là như vậy á, thì chữ thương, chữ tưởng là những từ đặc sắc nhất ở trong truyện Kiều. Chữ thương và chữ tưởng. Chữ thương mới dùng thêm nghĩa rất sâu. Có lẽ là sâu nhất trong những người dùng tiếng Việt á. Ví dụ như là Kiều á, thương mình, phải không? Giật mình lại thương mình xót xa. Giật mình lại thương mình xót xa. Một cái câu mà khi nói về cô kỹ nữ tên là Kiều, cái nói như thế đó, thì chữ thương đó nó sâu lắm, nó sâu thẳm luôn đó. Giật mình lại thương mình xót xa. Ở đây thương là mình tách ra làm hai. Một mình đang đau đớn, bị đầy đọa, nhục nhằn,
và một mình đang quan sát cái đau đớn nhập nhằng đó của mình. Giật mình lại thương mình xót xa. Vì sao không rắm rủ là giờ sao tan tác như hoa giữa đường. Đó là giữa đường. Mặt sao dày vỏ dạng xương, thân sao uống chán ông trường bảy thân. Chữ thương đó là chưa từng thấy ai dùng tiếng Việt mà dùng chữ thương đến mức như là Nguyễn Du. Giật mình lại thương mình xót xa. Chữ thương đó là được dùng một cách điệu nghệ và u thẩm đến mức mà người sau Nguyễn Du người ta không biết được về chữ thương như vậy đâu. Ví dụ lời kỹ nữ của Xuân Diệu là không hề nói được chút nào tình thương đối với người kỹ nữ hết. Viết về người kỹ nữ mà kiên trọng, ôi xin lỗi ông Xuân Diệu viết rất là giả tạo. Đây rượu nồng mà hồn của em nay em cung kính đặt dưới chân hoàng tử. Kỹ nữ nói với khách làng chơi những cái kiểu khách sáo như thế. Còn kỹ nữ của Nguyễn Du đó thì ông thương tưởng đến. Và Nguyễn Du là người nổi tiếng nhất là nhà thơ của lòng thương người. Lòng thương người tôi không muốn dùng từ mà ta đã dùng sáu mòn là nhân đạo. Bởi vì chữ nhân văn nhân đạo thì nó nghĩa nó hơi khác, nó không có giống chữ thương của Nguyễn Du. Chữ thương Nguyễn Du rất Việt Nam. Chữ thương rất Việt Nam. Chữ yêu thì nói vậy chứ nó không Việt Nam lắm đâu, có thể dịch dễ dàng ra tiếng nước ngoài. Nhưng mà chữ thương của Việt Nam rất là khó dịch. Nó đủ những cung bậc tình cảm tốt đẹp nhất mà con người có thể dành cho con người. Chữ thương của Việt Nam là nó mang đủ màu sắc cung bậc tốt đẹp nhất mà tình cảm của một người có thể dành cho một người có thể dành cho nhiều người, một người có thể dành cho toàn thể nhân loại, một người có thể dành cho người khác, một người có thể dùng cho một người mà mình chưa từng quen biết. Chữ thương của Việt Nam là như vậy. Tự yêu nó không có đủ cái màu sắc thế, nó không biểu cảm đến mức như chữ thương. Thương nhau xin nhớ lời nhau, năm chạy cũng chẳng đi đâu mà chạy nữa. Nhiều câu trong truyện Kiều mà đặc biệt là giật mình mà mình là thương mình xót xa là như vậy. Nó từ ca dao, bởi vì ca dao dùng chữ thương nhiều lắm. Đã thương nhau rồi thì trong ca dao không biết bao nhiêu. Nó như thế này nè, chữ thương nó này, ngày xưa mấy người con gái Việt Nam đó hay cho rằng mình là nghèo khó cho nên không được thương yêu. Nó mang những cái màu sắc mà đau đớn nữa. Phần em thấp buồn trong mặt nước, ánh đèo thân em thất thấp phận kèo cao khó lòng. Buồn trong mặt nước cánh đèo, thương em thấp phận kèo cao khó lòng. Cái chữ thương nó là như vậy nữa. Tức là nó vừa là yêu mà nó vừa là đau đớn. Nó vừa đau đớn. Cho nên là tôi không biết có cái chữ, có tiếng nước ngoài có chữ thương nào, có chữ nào dịch được chữ thương Việt Nam hoàn hảo không? Không biết có không anh đến nào vậy? Có một cái tiếng nước nào mà có cái chữ gì mà nó có thể gọi là tương đương với chữ thương của mình không nhỉ? Mời tiếng. Dạ, thầy Chiêu hỏi là không biết có một thứ tiếng nước ngoài nào có thể dịch được chữ thương không ạ? Dạ. Chữ thương em tôi nghĩ là nó một cái tình cảm mà ai cũng biết nè, mà ai cũng cảm thông hết. Thì tôi nghĩ ngôn ngữ nào nó cũng có chứ. Mà tiếng Việt á, tôi thấy nó nhuần nhuyễn và nó giàu hơn là nó có cái chữ yêu và chữ thương. Thì trong các cái ngôn ngữ khác
thì như tiếng Anh nó cũng có love and like, còn tiếng Pháp thì nó không có, nó có một cái chữ aimé thôi, aimé là thương hay là yêu hay là, còn amour là tình yêu, tình thương, mà mình thương cái đóa hoa hay là mình thương một chàng trai hay là cùng một sự, thì tôi nghĩ cái ngôn ngữ nào nó cũng có, nhưng mà cái sự phân biệt đó thì nó có những ngôn ngữ nó phân biệt, có những chữ không, mà tiếng Việt ở đây nó có tiếng Việt nó rất là giàu, đó là chỉ là một trường hợp thôi, nhưng có nhiều trường hợp khác nữa. Chúng thấy cái tiếng Việt nó rất là tinh vi. Tinh vi là cách nào, là nó có thể diễn tả tất cả những cái tình cảm rắc rối của cái trái tim con người. Cái trái tim con người nó rất là rắc rối, mà chúng ta muốn diễn tả thì chúng ta có đầy đủ chữ để mà diễn tả, mà trong khi có nhiều ngôn ngữ nó không có đủ. Đấy, cái điều mà chúng ta sung sướng rằng chúng ta có tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt ở chỗ đó các bạn. Các bạn nghe đấy, cái tiếng Việt mình nó biểu cảm lắm, nó biểu cảm tới cái mức mà dù cái từ thương mà dịch cho dù là love hay là like, nó thật ra mà nói á, là nó không có được chữ chữ thương của tiếng Việt đâu, vì người ta dùng hai từ đó nó nghe nó sao nó logic, nó nghe rất là có lý, nhưng mà nó không có một cái không khí, nó không có một sự biểu cảm mà chữ thương của tiếng Việt có thể gợi lên. Khi mà người nước ngoài mà biết được cái tính biểu cảm kỳ lạ của chữ thương thì họ sẽ thú vị vô cùng, bởi vì họ sẽ cảm thấy là dịch cho đúng chữ đó là cả một sự khó khăn cao độ, thử thách của dịch giả. Cho nên là chuyện kiều cứ phải dịch đi dịch lại hoài mà. Ở Pháp, ở Anh cứ liên tục dịch đi dịch lại chuyện kiều. Nước nào cũng mười mấy bản dịch rồi mà vẫn chưa hài lòng. Vẫn còn dịch giả khác cứ cố dịch chuyện kiều, nghĩa là cố dịch một thứ tiếng Việt cô động nhất, sâu thẳm nhất, biểu cảm nhất. Cái vấn đề là như vậy. Đấy thì hy vọng là các bạn vừa rồi vừa lòng với những câu trả lời của tôi và giáo sư Vĩnh Đào. Bây giờ mời bạn khác.